Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đến nhà của Văn Trung ở Rai Dung, Đồng Tháp, thì làm một số cái kiển cho quý bà con tham khảo. Rồi, hôm nay có hai hàng gì về Trung ơi? Dạ, chào bà con. Dạ, hôm nay có về một số cây hành phẩm bonsai như kim quýt với trang đỏ lá nhỏ với linh sam. Rồi, con ba loại ha. Dạ. Đầu tiên là cây kim quýt chán thú. Cây này chỉnh sửa tàn đẹp tàn nha con. Đứng bên bên sao, đứng phía sau. Cây này hoành nó ngay vị trí này là 13. Rồi. Nhỏ cây mà nó già cây lắm mà bà con. Đừng có che. Đứng sao chạm quá. Rồi, vậy đó. Chiều dài là 65. Rồi. Ngang là 37. Cao nhiêu? Cao nó 40. Rồi quay đi. Cái kim quýt mã số 1. Quýt. Rồi, giá nhiêu? Giao lưu bà con là giá là 1.600.000. Có chậu luôn không? Có chậu luôn. Quay sao là ship vậy đó. Rồi. Cái số 2 là cây trang mini hành phẩm. Này là hồng phấn mà già cây dữ lắm rồi con, này nuôi cũng lâu lắm rồi, tàn đặt kẹo hết rồi. Hồng phấn xưa của mình. Cao là nó là 22. Tán ngang là 37. Rồi, phải nghe cái đế này. Đế điệu là đế đó mà con. Rồi, đâu hoành đi, đâu hoành báo đi, báo chính xác được. Hoành là 15. Hoành 15 cũ nó thì rồi, lớn hơn con cây, tại cành nó dày đặc hết rồi. Rồi. Cây mã số 2, cây hồng phấn. Giao lưu bà con là giá là 2.500.000. Rồi, đọc số điện thoại đi. Số điện thoại em là 0919670661. Rồi. Tên Trung. Trung. Số 3 là cây trang đỏ lá nhỏ. Cao là 30. Rồi. Tán ngang là 40. Hoành nó là 11 gữ. Rồi. Đó nó nhỏ, giao lưu bà con là giá là 1.400.000. Bao ship toàn quá. Rồi, có chậu luôn. Có chậu luôn. Rồi, tiếp tục. Số 4. Trang nhỏ là trang đỏ lá nhỏ. Cái này khủng cây bà con, cái này lớn cây già cây dữ lắm rồi. Này mới vô được nước dây hả? Cao là 43. Tán ngang là 47. Cái này đế đều không con? Đế cộng lực bự mà. Rồi, có hoành. Hoành nó là 24. Ngoài quẹ. Cái này hoành 24 là có dính vô cây, có cái gỡ nhỏ quái đây nha bà con. Rồi, giữ cái tương đối vậy đây. Dạ. Cái kia chắc cũng gỡ 22. Cái này rồi. Giao lưu bà con là giá là 4.500.000. 4.500.000. Mã số 4. Con giá 4.500.000, bao ship toàn quá. Ship toàn quá. Mã số 5. Cây này là cây trang cam nha bà con. Cây này bông cũng dữ lắm, bông mà bông mua cam đó phải không? Bông cam, lấy cô chủ vườn chở chủ vườn lặt bông mới vô dây lại. Rồi. Cao là 30. Tán ngang là nó 41. Hoành ngay vị trí này là 16. Quay vào đế của nó.
đế đặt của nó là 32 nha bà con. Trang cam lá nhỏ. Rồi. Mã số 5. Giao lưu bà con là giá là 3 triệu. Bao ship cũng toàn quốc. Số 6. Số 6 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ, cây này trang đỏ lá nhỏ bà con. Cây này Tết bông cũng dữ lắm, bông người ta sợ si cây lặt bông bỏ. Mới vô dây lại, xương cành cũng vậy đó. Cao là 32. Cái ngang này nó 45. Quảnh ngay vị trí này là 21. Để điều đấy nha bà con. Cái mã số 6 này giao lưu bà con là giá là 3 triệu. Bao ship cũng toàn quá. Số 7 là cây sam cụm gừng, cây này thành phẩm. Cây cành đồ sữa cũng lâu rồi, thành phẩm rồi. Mã số 7. Cao là 60. Tán ngang cũng 60 luôn. Rồi cụm ha. Cụm nữa rồi nha. Cụm cụm vậy là nó 69 nha bà con. Góc thì tầm khoảng 20-21. 16-17 đủ cỡ hết. Rồi. Linh sam là giao lưu bà con là giá là 1,8 triệu. Linh sam à. Linh sam là linh sam sông Hinh thôi chứ. Sông Hinh hả? Dạ. Siêu bông hả? Này lúc trước có bông, bây giờ nó không có bông, không biết nữa. Rồi. Giá giao lưu bà con là giá là 1,8 triệu. 1,8 triệu. Bảo xí cũng cần quá. Mã số 8. Cây trang trang đỏ lá nhỏ mini. Tàn kính tàn mà gốc thì lớn gốc nha bà con. Cao là 16. Tán ngang là 27. Góc nó lớn rồi con. Góc nó là 16. 16. Cái mã số 8 giao lưu bà con là giá là 1,5 triệu. Mã số 9 là cái trang đỏ mini. Cái này góc nó nhỏ, bán giá mềm vô con. Cao là 35. Rồi. Góc nó khoảng chừng ngón tay cái nha bà con. Cỡ ngón tay cái à. Đế thì cũng đẹp đấy. Cây này mã số 9 giao lưu bà con là giá là 400k. Ship luôn ha. Ship cũng toàn quá. Ship có gãy không? Bao gãy, có gãy thì bà con phải không nhận hàng. Rồi. Để ship an toàn. Mã số 10 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ. Cao là 30. Tán ngang cũng 30. Quảnh ngay vị trí này là 10. Cái mã số 10 giao luôn bà con là giá là 1,2 triệu. Cái này đế cũng đều lắm nha bà con. Đều bon rồi cho. Giá là 1,2 triệu. Vô nước dây vậy không? Vô được nước dây rồi. Rồi. Số 11 là cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này gốc lớn gốc. Cây này Tết bông là cũng dữ lắm bông rồi bà con. Lấy hơi trễ, bây giờ chú vườn ta xuống bông ta vô dây lại hết rồi. Tập này cũng như clip rồi, ai có coi clip rồi không biết, bông dòng bông đẹp lắm. Hoành là 22. 22 rồi. Cao là 50.
tán ngang nó 60. Tròn vòng. Cây mã số 11. Số 11 giao lưu bà con là giá là 3 triệu rưỡi. Quay. Triệu rưỡi bao ship cũng toàn quất nha bà con. Toàn quất luôn ha. Rồi. Dạ, hôm nay em có 11 lô 11 cây hành thẩm giao lưu bà con. Cũng hết clip cũng rồi. Dạ. Rồi, mến chào. Mong bà con ủng hộ. Chào bà con. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip, hẹn gặp lại vào clip sau.